Mình hướng dẫn các bạn làm món bún đậu, mắm tôm nhé. Bây giờ mình đi rán đậu qua đã nhé. Món ăn truyền thống của Việt Nam mình là bún đậu mắm tôm, ai cũng biết làm và biết ăn. Món này rất ngon. Bây giờ mình rán đậu xong để mình đi pha chế mắm tôm. Có người thích ăn đậu sống nhưng mà mình ăn đậu chín thì mình rán qua hơn. Ăn đậu sống thì nó mát. Các bạn rán đậu cho mình nhé. Khi đậu đã vàng như thế này rồi các bạn gắp ra cho mình nhé. Một món ăn dân gian rất đơn giản, dễ làm. Thế này là mình đã xong đi đậu rán rồi, bây giờ mình đi pha mắm tôm và rau sống nữa các bạn. Và mình đi pha mắm tôm. Lấy làm pha mắm tôm nhé, mình sẽ lấy 2 thìa mắm tôm như này đây, mình lấy đây rồi. Bây giờ các bạn cho mình một nửa quả chanh, các bạn cắt nửa quả chanh vào cho mình. Các bạn bỏ hạt đi nhé. Rồi các bạn cho đường nhé. Các bạn cho mình khoảng độ từng này đường nhé. Rồi các bạn cho mình một thìa rượu nữa nhé. Xong khi đó các bạn quấy đều lên. Bây giờ các bạn quấy cho nó tan đấy nhé và cho nó sủi bọt lên. Mình đi phi hành trong dầu ăn đấy nhé. Các bạn cho mình môi dầu ăn vào trong sản nhé. Cho mình một dầu ăn vào sản. Rồi các bạn đổ hành, một củ hành thơm này. Các bạn phi nó lên cho mình vàng. Bạn phi hành vàng. Khi dầu đã sôi như thế này rồi các bạn cho vào mắm tôm cho mình nhé. Các bạn cắt ra mức vào mắm cho mình. Các bạn đổ vào các mắm cho mình. Bây giờ mình sẽ đánh cho nó sủi bọt lên. Các bạn cho cả mình một quả ớt thái nhỏ đấy. Bây giờ mình cho ra bát để mình cho ra vào cái bún để mình ăn. Như thế này là mình đã được một đĩa bún đậu mắm tôm các bạn ạ.
các bạn thích có thể like chia sẻ giúp mình nhé. Chúc các bạn ngon miệng với món bún đậu mắm tôm rau sống.